Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Xin Tuấn Kiệt ngắm Puka ngưỡng chính khi Trường Giang đại thuyền. Cùng tham dự sự kiện tối 27 tháng 10, Xin Tuấn Kiệt và Puka chiếm trọn sự quan tâm của truyền thông. Trường Giang rất nhiệt tình khi trêu ghẹo ghép đôi đồng nghiệp. Tối 27 tháng 10, Huỳnh Lập tổ chức buổi họp báo ra mắt bộ phim Kẻ Độc Hành, thu hút đông đảo truyền thông và nghệ sĩ góp mặt cùng xuất hiện tại buổi họp báo. Puka và Xin Tuấn Kiệt khiến cả thảm đỏ rộn ràng. Cả hai có nhiều khoảnh khắc tương tác liên tục được Trường Giang đẩy thuyền, kéo Xin Tuấn Kiệt đứng gần Puka. Trường Giang hóa thuyền trưởng ghép đôi Xin Tuấn Kiệt và Puka. Puka chăm chú theo dõi khi Xin Tuấn Kiệt chụp thảm đỏ. Puka rạng rỡ, Trần Giang háo hức khi Xin Tuấn Kiệt xuất hiện. Hai người có nhiều tương tác khiến dân tình dồn nhiều sự quan tâm. Trong suốt sự kiện, Xin Tuấn Kiệt và Puka hạn chế tương tác, tránh sự chú ý của truyền thông. Hai người thỉnh thoảng nhìn đối phương. Nam ca sĩ chu đáo hỗ trợ nữ diễn viên khi cô xách đồ nặng, đỡ đồng nghiệp lúc cô bước xuống sân khấu. Ngoài ra, dân tình còn nhận ra hai người về chung xe sau khi kết thúc sự kiện. Xin Tuấn Kiệt thỉnh thoảng trao ánh mắt tình bể bình đến Puka. Nam ca sĩ chăm chú theo dõi nữ diễn viên phát biểu trên sân khấu khi Trường Giang ngưỡng chính khi Trường Giang liên tục trêu chọc. Xin Tuấn Kiệt đỡ Puka khi cô bước xuống sân khấu và cầm đồ nặng. Chân tình bắt được khoảnh khắc hai người về chung khi sự kiện kết thúc. Puka và Xin Tuấn Kiệt đều kín tiếng trong chuyện tình cảm sau khi kết thúc mối quan hệ 3 năm với đạo diễn Diệp Tiên. Sau nữ gốc Đồng Tháp gần như không chia sẻ về cuộc sống riêng tư. Cô cho biết, tôi vừa không yêu ai vừa muốn giấu kín. Trước đây, chuyện tình yêu của tôi và người cũ nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Khi cả hai chia tay, tôi thông báo lên trang cá nhân để thể hiện sự tôn trọng với những ai yêu mến mình. Tuy nhiên, cũng nhiều người cho rằng tôi làm vậy để đánh bóng, PR tên tuổi. Ở thời điểm ấy, tôi có ra sản phẩm hay tham gia phim gì đâu. Sau này tôi nghĩ, nếu có yêu ai, bản thân cũng nên giữ gốc riêng cho mình. Puka kín đáo chuyện đời tư, muốn giữ gốc riêng cho mình. Xin Tuấn Kiệt không chia sẻ nhiều về chuyện tình cảm. Cặp đôi thường xuyên được Trường Giang ghép đôi. Puka, Xin Tuấn Kiệt cùng hoạt động nghệ thuật và có nhiều điểm chung. Hai người được nhận xét có phản ứng hóa học khi rất đẹp đôi và ăn ý trong nhiều hoạt động, chuẩn tình trong như đã, mặt ngoài còn e. Khán giả hy vọng hai người sớm trở thành một cặp đôi, thoải mái chia sẻ chuyện đời tư. Ngay sau khi được chia sẻ những khoảnh khắc của Puka và Xin Tuấn Kiệt trong sự kiện đã nhận được sự quan tâm của đông đảo dân mạng, đa số đều tỏ ra hào hứng trước độ đáng yêu của cặp đôi, đồng thời tiếp tục đẩy thuyền để cả hai sớm về chung một nhà. Puka đáng yêu quá, chắc là đang sợ ống kính máy quay nên mới lơ nhau vậy thôi. Nhìn Puka với Xin Tuấn Kiệt đáng yêu xỉu, hy vọng cả hai sớm về chung một nhà. Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.